cho dù quan hồn hay là những cái người nào dựa thì để tôi tới tôi thăm cho bà, tôi lo cho bà, sao mà tối ngày mà gây khó dễ cho tôi không vậy? Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, cái này là đang gây khó dễ cho Phong Quang. Cho hỏi cái vị nào đang ở trong bà nội vậy hả? Vị nào đang trong bà nội vậy? Muốn cái gì nói thẳng ra đi, muốn ăn cái gì, muốn cúng cái gì nói. Tôi không phải phá mà tôi thương bà. À, qua cái xác của bà đó, vị các vị muốn cái gì nói coi. Vị nào muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì nói để tôi cúng nè. Chứ làm ơn hả, thoát ra khỏi bà đi, đi đầu thai ha, đến một cái nơi chùa là đi tu tâm đi, theo bà để mà phá bà hoài vậy. Bà lớn tuổi rồi mà theo hành bà hoài sao bà sống nổi. Thôi hãy vô chùa tu đi nha. Bốn bữa rồi không có vô thăm bà nội, bây giờ sẽ vô thăm bà nội coi như thế nào đây. Sao nội liếc con dữ vậy nội? Bữa nay bà nội khỏe không? Trời ơi, con nội liếc con giống như muốn ăn tươi nước sống Phong vậy trời. Bữa nay nội khỏe không? Trời ơi, có bữa nay nội im ru, nội chỉ là đá đá đồng nghe ông Phong vậy đó. Ủa bữa bà nội ca hay quá trời bà nội. Bữa Tho đi lại đó bà nội ca quá trời hay luôn. Bà nội ăn uống gì chưa? Nội. Nội ơi. Nè, ăn uống gì chưa? Sao bữa nay nhìn rầu rĩ quá trời trời? Bữa nay bà nội bà rầu quá kìa. Bữa nay hết tiền hay sao rầu dữ vậy nội? Trời đất quỷ thần ơi, có bà nội nhìn nó mắc cười quá trời vậy ta nội. Sao bữa nay nhìn nội mắc cười quá vậy? Không thèm dòm con luôn, liếc liếc vài cái cho nó vui thôi hà. Trời ơi này cô chú anh chị nè, như vậy là biết hả, là bà đã tấn giờ tới đây luôn rồi nè, khóa cửa luôn nè, tấn cái này luôn nè. Tưởng gì e nhè bà nội hả, trong nhà mà tấn dữ thần vậy nội hả? Ở trong lực không nội? Ồ trời mưa à kìa nội ơi, mưa lâm râm mà kìa, đi ra tắm mưa với con không? Hello. Ủa cái gì rớt vậy nội? Con thấy mới gì rớt nhà nội dơ lắm mà nội ơi, dữ thần luôn rồi nè, dơ dữ lắm rồi đó. Con ra con lại cửa sổ con nói chuyện với nội nha. Nha nội. Hello.
Để con ra cái cửa sổ con nói chuyện với nội coi. Sao bữa nay nội buồn quá vậy? Có gì tâm sự nghe coi. Đi qua bên cửa sổ nha. Chủ hồn bà nội. Bà nội. Bà nội làm con hết hồn thiệt á. Trời đất ơi. Từ lúc mà quay bà nội nữa hả, hình như con cái tim con nó yếu rồi đó. Sao? Có chuyện gì vui không kể nghe, 4 5 ngày nay không gặp coi. Trời ơi trời má ơi trời. Con hỏi nhưng mà bà nội không có được quýnh con vậy nha. Cầm cái gì vậy? Bà nội đang cầm cái gì vậy nội? Bà nội mỗi lần bà nội quýnh là con đau lắm đó. Đừng có quýnh. 4 năm... Ôi chá. Trời ơi trời. 4 năm ngày nay rồi. Rồi bà gán, bà gán rồi kìa. Hên cái cây này nó ngắn đó nha. 4 năm ngày nay không có gặp con rồi mà sao giờ ăn hiếp con là sao? Nội đang thủ cái gì vậy nội? Mà làm ơn dùng cái đi. Ôi trời. Bữa bà nội ca cái gì nè hả? Bữa bà nội ca cái gì mà con nghe không rõ vậy nè? Bà nội, bữa bà ca với con Tho gì mà cái gì giải phóng gì đó, ca cho con nghe với. Bữa ban đêm á, cuộc sống của nội đơn giản vậy đó, sống con mình. Trời trời trời, bà quýnh không được đó bà chuẩn bị đó đó. Con không hiểu bà nội luôn đó, sao bà không giữ với con dữ thần vậy hả? Con có làm bà nội gì đâu mà bà nội cứ đậu đánh rồi lấy cây phán con là sao? Bà nội cũng biết là con thương bà nội mà, tại sao bà nội quýnh? Bà nội cũng phải hiểu là Hàng Phong nữa thương bà nội mà, sao mà lại hả là gặp con là quýnh con kỳ vậy? Con biết bà nội hả, trong tâm thức bà nội cũng còn thương con, biết con mến con mà cứ ăn hiếp con giết là quen hả? Ăn hiếp con là niềm vui của nội phải không hả? À, bà nội nói cơm gì con không nghe không rõ. Bà nội muốn ăn cơm phải không? Trời đất ơi trời. Đừng có hâm dọa, hù dọa nhỏ hoài. Sao mà giết rồi? Nè, bà nội nói con nghe nè. Ủa quên, con nói bà nội nghe nè. À, ăn gì thì con mua. Thèm gì con mua. Thấy bà sống có một mình nè, tới nè, lo cho bà cùng với sớm diện với chị Tho này nọ luôn. Mà tại sao bà lại ghét con? Đâu có phải ai mà con cũng lo vậy đâu. Tại con thương nội mà nội đã quýnh con là sao? Đó, thấy không? Trong nhà bà xin thưa đủ lội luôn á. Cái cây của nội cầm là như cái song cửa đó nội. Ở đây con gắn lại cho nha. Bữa nãy bà mới nói vài câu gì con nghe không rõ rồi bà ngưng luôn vậy. Trời ơi đau. Thôi bây giờ con mở cửa con vô nha.
con đứng ngay cửa này mà nó hôi dữ dằn luôn rồi đó, hôi rồi nên giờ con vô con lau nha. Bữa nay nổi hứng lên rồi nè, quét dọn cho nội nha. Không bao giờ. Trả nợ người chưa? Cái gì trả nợ gì nội? Làm sao? Nội nói gì con nghe không được. Bây giờ nội muốn con về phải không? Nội. Nội muốn con về ha. Nếu mà nội muốn con về đó thì nội ca cho con nghe bài đi, con về liền luôn á. Cái bài gì mà giải phóng gì đó. Cái bữa bà nội ở nhà con mà nội ca đó, ca một bài đi cho tâm hồn nó thoải mái đi, rồi con về liền đi. Đó không cô chú anh chị ơi, những lúc này là nó thật sự luôn. Trong lẽ giờ Phong cũng có một cái suy nghĩ, nhưng mà làm thì nó cũng thấy kỳ kỳ, là sẽ cúng kiến gì trong nhà đây một cái bịch bánh hay gì nọ, nó kêu những cái vong hồn nó tha cho bà đi, nên bà sống vui sống khỏe. Lúc này hình như không phải là bà nội nữa nè, đó đó đó, thấy chưa, động tới là bắt đầu, hình như động tới một cái gì đó là bắt đầu xuất nổi hết lên. Có phải là bà nội không, hay là người nào mà ghét con hả? Chứ đâu có người già nào mà như nội đâu. Cho dù quan hồn hay là những cái người nào dựa thì để tôi tới tôi thăm cho bà, tôi lo cho bà, sao mà tối ngày mà gây khó dễ cho tôi không vậy? Thấy chưa? Cái này là đang gây khó dễ cho Phong qua. Cho hỏi cái vị nào đang ở trong bà nội vậy? Hả? Vị nào đang trong bà nội vậy? Muốn cái gì nói thẳng ra đi. Muốn ăn cái gì, muốn cúng cái gì nói. Tôi không phải phá mà tôi thương bà. À, qua cái xác của bà đó, các vị muốn cái gì nói coi. Vị nào muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì nói rồi tôi cúng nè. Chứ làm ơn hả, thoát ra khỏi bà đi, đi đầu thai ha, đến một cái nơi chùa rồi đi tu tâm đi, theo bà để mà phá bà hoài vậy. Bà lớn tuổi rồi mà theo hành bà hoài sao bà sống nổi. Thôi hãy vô chùa tu đi nha, để cho bà được thanh thản, cho bà được vui vẻ, cho bà đừng có mờ quạo quọ. Thôi hãy thoát ra đi nha, muốn ăn gì anh nói bà qua đi, bà qua nói ra là tôi nghe được, tôi cúng liền, không có đụng chạm gì tới các vị đâu. Hãy ra khỏi đây đi, để cho bà qua bà được sống thoải mái đi. 99 tuổi rồi đó. Che vú là kìa nội, che cái áo là kìa, nghe không? Che đi nội. Thôi con chỉ nói nhiều đó thôi. Thì bà đúng là bà nội qua lên tiếng, còn đúng là có vị nào vô đó có ghét tôi nói tiếng rồi nha, tôi cúng nha. Nha. Muốn ăn cái gì? Hả? Vị ăn muốn ăn cái gì vậy? Không nói sao tôi biết mà cho cứ lấy cây phan hoài vậy. Nói thẳng một câu đi. Cái này thực sự là Phong cũng đang gửi lời đến một cái người nào mà đang ở trong nồi đó nha. Chứ Phong nghĩ không có người nào mà già mà khó vậy đâu.
biết có một quan gia trái chủ làm sao đó, hay là vị nào đang dựa đó, chứ 99 tuổi rồi mà đi phê phới à. Một đống củi này nè cô chú anh chị, đó là tự bà đó, bữa củi luôn á, không có bà 99 tuổi nào mà vậy đâu. Đó thấy không? Rồi tới cái cây bự rồi. Thôi con về thôi, bà nội đừng lấy nữa nè, con về nha. Không có tạo điều kiện cho bà mà bà không giữ về đâu. Rồi thôi con về nha. Thôi con về của chú anh chị. Làm gì không có tốt rồi. Nói cho nghe vậy thôi. Hãy đăng ký kênh à. Tới mà một mình không bao giờ được lòng với bà nội. Thì sẽ tới có Thơ hoặc có Trân ở đây. Hãy đăng ký kênh theo dõi nha cô chú anh chị. Hãy yêu thương bà nội, cho dù bà nội như thế nào, 99 tuổi rồi, sống được bữa nào hay bữa nấy. Rồi hãy đăng ký kênh theo dõi nha cô chú anh chị. Bye bye.